Đấy, cho chóp S ABCD. Đấy, ABCD là hình vuông. Y là trung điểm của AB, S là trung điểm của AD. Yêu cầu chứng minh đường thẳng F và C vuông góc với mặt SID. Chứng minh đường F và C vuông góc mặt SID. Thế thì để chứng minh cái đường F và C vuông góc mặt SID, ta lại sử dụng những điều rất quen thuộc ở ví dụ 1. Tức là ta sẽ phải chứng minh cái đường F và C vuông góc với lại hai đường cắt nhau nằm trong mặt phẳng SID. Cụ thể ở đây ta sẽ chứng minh được đường F và C vuông góc với đường ID. Và ta sẽ chứng minh được F và C vuông góc với SI. Đấy là ý tưởng. Thế thì tại sao F và C vuông góc với đường SI? Bây giờ thì chứng minh. Để lý giải được điều này, các em cần nhớ lại định lý số 5. Định lý số 5 là gì? Cho hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau theo giao tuyến delta. Một cái đường thẳng D nào đó nằm trong mặt phẳng P mà D vuông góc với giao tuyến delta, thì suy ra D vuông góc với mặt phẳng Q. Áp dụng vào bài toán này, các em thấy giả thiết cho mặt SAB vuông góc mặt ABCD theo giao tuyến AB. Mặt SAB vuông góc với mặt ABCD theo giao tuyến AB. Giả thiết lại cho tam giác SAB đều, Y là trung điểm AB, cho nên SI sẽ là đường cao của tam giác SAB. Thế thì đường SI nằm trong mặt SAB mà SI lại vuông góc với giao tuyến AB, theo định lý số 5 suy ra SI vuông góc mặt phẳng ABCD. Ta trình bày như sau. Mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD theo giao tuyến AB. Đường SI nằm trong mặt SAB mà SI lại vuông góc với giao tuyến AB. Vậy ta có quyền suy ra SI vuông góc với cả mặt phẳng ABCD. Và khi SI vuông góc mặt ABCD rồi, ta lại có quyền suy ra SI vuông góc với một đường bất kỳ nằm trong mặt này, mà đường ta đang cần chính là đường FC. Từ đây suy ra FI vuông góc với FC. Như vậy ta đã chứng minh được đường FC vuông góc với đường FI. Và bây giờ ta sẽ chứng minh FC vuông góc với ID. Đây, FC vuông góc ID. Các em để ý, dễ dàng thấy hai tam giác vuông IAD bằng tam giác vuông FDC.
tam giác vuông IAD bằng tam giác vuông FDC. Do đó ta suy ra hai góc nhọn tương ứng. Đây, ký hiệu góc này là góc C1 và góc này là góc D1. Thế thì hai cái góc C1 và D1 này phải bằng nhau. Từ đây suy ra góc C1 bằng góc D1. Thế mà các em lại để ý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Thế bây giờ tam giác CDF có góc D bằng 90 độ. Cho nên tổng hai góc còn lại C1 và F1 phải bằng 90. Góc C1 cộng với góc F1 bằng 90. Thế bây giờ ta mới thay cái góc C1 này bằng góc F1. Do đó ta sẽ có góc F1 cộng với góc D1 bằng 90. Góc F1 cộng với góc D1 bằng 90. Vậy chứng tỏ góc còn lại của tam giác này là góc vuông. Điều đó có nghĩa FC vuông góc với ID. Như vậy ta đã chỉ ra được hai điều. Điều thứ nhất, FC vuông góc ID. Điều thứ hai, FC vuông góc FI. Vậy FC sẽ phải vuông góc với cả mặt FID. Các em đánh số, đây là 1 và đây là 2. Từ 1 và 2 ta suy ra đường FC vuông góc với mặt FID. Các em cần phải lưu ý, đây là một kỹ thuật rất cơ bản mà rất nhiều đề thi đại học đã sử dụng. Cụ thể những năm gần đây, đó là các đề thi của đại học khối A07, khối A010, đại học khối B.